mình nói thì các bạn không tin. Đây vẫn là cái bọc mà vừa mình bảo đây, kiểu như là camera ấy. Đó. Đây. Ví vũng dày mưa dính ướt đây. Có nên mở ra không nhỉ? Các bạn nói của mình có nên mở ra không? Thử mở ra xem nào. Chặt lắm. Không mở ra được. Yeah. Mở ra chắc chẳng có gì đâu. Tại vì nếu mà như là mình vứt ví đi thì mình cũng phải kiểm tra thật kỹ xem bên trong còn tiền không. Nếu là mình ấy, đấy đúng luôn, bên trong không còn một cái gì luôn. Đó. Ví chẳng rách gì cả nhưng mà người ta cũng vứt đi. Tại vì những cái ví này rất là rẻ, 100-200 khoai là một cái thôi. Đây là một cái túi rất là đẹp này. Túi vải này. Túi này thì gấp gỗ cũng được có mà. Đó, túi này. Mình nói đấy các bạn không tin. Thế là phải nhảy vào chửi mình. Đây. Một cái máy